Mỗi một doanh nghiệp nó sẽ có một cái chức năng kinh doanh ấy, có phải khác nhau không? Thế thì tại sao em vừa mới hỏi chị là mấy cái bộ phận quản lý ấy, tại sao lại có cho thuê đúng không? Với sản xuất, vì là ngay từ đầu ấy chị đã dặn em là cái công ty của em ấy là chị tạo ra 5 bộ phận bởi vì nó có 4 kỳ tính giá thành. Đúng không? 4 kỳ tính giá thành thì bao gồm này, một là vận chuyển này, hai là cho thuê gia công và sản xuất. Đúng không? Ừ, và một bộ phận nữa là quản lý. Vậy như chị nói, khi mà khai báo thông tin về công cụ và tài sản thì công cụ và tài sản sẽ yêu cầu bộ phận sử dụng cho công cụ và tài sản là gì? Có đúng không? Ừ, hôm qua cũng có dạy cho em về cái vấn đề về tài sản cố định ấy, mua và ghi Đúng tăng ấy. Ừ, và công cụ dụng cụ cũng mua và ghi tăng, phải không? không? Và cũng liên quan đến vấn đề là à, công cụ hay tài sản mà dùng cho bộ phận quản lý ấy, thì là số 4, số Là 2. Đúng. bốn Còn nếu mà dùng cho các bộ phận liên quan đến giá thành như sản xuất, vận tải, cho thuê và gia công ấy, theo thông tư 133 thì bộ phận liên quan tất nhiên là mình phải sửa lại 642 thành 152. Đúng rồi, 154. chi tiết cho khoản mục chi phí ạ. Đúng rồi, chi tiết cho khoản mục chi phí. Tất nhiên là khi khai báo này thì ví dụ như em mới đặt câu hỏi cho chị là vậy trong trường hợp này là 100% ấy là dùng cho bộ phận sản xuất đúng không? Nhưng mà nhỡ là em lại muốn là bộ 25%, 25%, 25% ấy cho từng bộ phận thì sao? À thì cái này có cách này. Ở bên một nhỏ này vẫn chọn đại diện là một bộ phận sản xuất. Có nhiều bạn là khi chị giảng thì là một kiểu rồi nhưng bạn ấy hiểu nhầm. Ở trên này ví dụ ở đây có 4 chiếc thì các bạn ấy chọn là một bộ phận đấy là một chiếc là sai nha. Mà tất cả ở trên này 4 chiếc thì ở dưới này bộ phận đại diện của nó ấy, vẫn để yên cho chị là Là như thế, 4 số chiếc. liệu vẫn như vậy đúng không Đúng rồi, ạ? chính xác. Nhưng hai nhỏ ở đây thì ta sẽ chọn đấy thêm bộ phận theo cái cách làm của chị dạy em, đó là tiếp tục vận chuyển. Vận chuyển. Đúng rồi, và gia công. Đấy. Tức là mình sẽ đi theo một cái cách làm đó, và một sản xuất, vận tải, gia công và Cho còn một cái nữa cho thuê. thuê Đúng rồi, thì ví dụ như em bảo không chị ạ, bây giờ bên em phân bổ đều cho tất cả các mảng đúng không, thì ở đây ta sẽ không thể nào nói là 100% đây được. Ví dụ đều thì phải là 25% tất cả đúng không, tổng tổng thì 100%. miễn sao còn 100%. Tất nhiên là chị đang đều là 25 nhưng trên thực tế có thể là sản xuất 50%, còn lại thì tại công cụ này có thể là dùng phần trăm khác nhau ấy, tùy mình phân bổ. Tất nhiên ở đây em phải sửa lại hết là 154 đúng không. À, 154 chị cho luôn như thế này để tí nữa em nhìn cái bảng phân bổ nhá, nó rất rõ ràng luôn. Thế bây giờ sản xuất thì tất nhiên là sản xuất đúng không, cái này vận chuyển thì phải chọn là vận chuyển đúng không, đó cái này cho vào gia công thì phải chọn là gia công, và cái này cho vào cho thuê thì phải chọn là cho thuê. Như vậy là để hình thành ra được các chi phí, tí nữa phân bổ chi phí này là 28.343.389 chia cho 4 ấy, thì mỗi một loại sẽ được hưởng một Là phần hơn tư. 7 Đúng rồi, cất một cái rồi hiểu chưa. Đấy, tất nhiên là chị nói rồi, hãy hỏi lại kế toán cũ bảng phân bổ công cụ dụng cụ đầu kỳ nhá. Rồi bây giờ nhá, như vậy là chị kết luận này, chị đã dạy em này, chốt này, công cụ dụng cụ đầu kỳ em hiểu đúng không. À nhưng mà khi đến đây là phần mềm sẽ hỏi em là bạn có cần xem lại cái 242 không, chẳng qua là phần mềm nhắc nhở mình thôi. Ok, có nghĩa là mối quan hệ giữa bảng cân đối số phát sinh và bảng phân bổ công cụ dụng cụ đầu kỳ nha. Bây giờ em ghi tiếp này. Sau khi mà em khai báo công cụ dụng cụ đầu kỳ xong thì mình sẽ vào phân hệ công cụ dụng cụ ở đây. Em nhìn thấy chưa? Em bấm vào phần ghi tăng. Thì phần ghi tăng này, một là em nhìn thấy cái mã OPN chưa? Đây. Rồi Đây ạ. là cái mã đầu kỳ mà chị em mình vừa làm. Còn cái mà công cụ này 37 triệu này chị sẽ xóa bởi vì nó thừa nhá. Nó thừa. Bây giờ chị nói tiếp này. Đây là ghi tăng này em chọn từ ngày 2020 thì nó lấy lên từ 19 cho đến 20.
Nhưng ví dụ như em muốn lấy của quá khứ, tức là năm trước, năm 19, vì mình đang làm lại năm 20, thì mình vào mới khai báo xong năm 19, đừng có lấy cả năm 2020, hãy lấy 1/1/2019 cho đến 31/12/19. Chị đang ví dụ có một cái thì em nhìn ra lẫn lộn giữa 19 và 20 được. Nhưng mà nói nhiều thì mình chỉ lọc năm trước thôi, thì tất cả những cái mã OPN ấy là cái em vừa khai xong. Em hiểu chưa? Vâng ạ. Thế khi em nhận được cái bảng phân bổ công cụ dụng cụ đúng của bạn kế toán cũ gửi cho em, tất nhiên em vào đây em sẽ xóa nó đi. Xóa. Đúng rồi. Tất nhiên khi xóa nó đi, tức là em chưa hề phân bổ đã đọc đến các bước sau. Còn tí nữa chị sẽ giảng tiếp. Thế thì em sẽ xóa ở đây đi, rồi em lại tiếp tục vào. Cái này chính là cái kết quả làm xong. Còn cái mà để mà mình cho nó vào thì phải vào công cụ khai báo đầu kỳ. Đúng chưa? Thế có bạn bảo làm xong rồi bảo ôi chị Lam ơi, cái phần em khai báo đi đâu hết rồi chị ạ? Bây giờ em vào phần danh mục công cụ đầu kỳ không còn cái gì nữa. À nhưng mà các em hiểu nhầm là đây chỉ là cái giao diện để mình nhập các cái công cụ ấy vào phần khai báo. Còn khi mình nhập rồi thì mình mở ra bất kỳ lúc nào nó vẫn là một cái bảng trắng thôi. Em hiểu chưa? Muốn xem kết quả không xem ở đây, đây là giao diện khai báo. Mà muốn xem kết quả thì phải vào công cụ dụng cụ đi tăng ấy và lấy dữ liệu lên. Em đã hiểu chưa? Rồi, bây giờ em ghi tiếp này. Sau khi mà thực hiện cái bước mà đưa công cụ dụng cụ ấy từ năm cũ lên trên cái dữ liệu năm mới, thì ta sẽ có một cái bước kiểm tra lại xem mối quan hệ giữa bảng phân bổ công cụ mình đã đưa lên so với báo cáo tài chính khớp chưa ấy. Thì bằng cách này em ghi cách kiểm tra bảng phân bổ công cụ dụng cụ chi tiết của năm trước bằng cách vào báo cáo, click vào công cụ dụng cụ, click vào bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ, đúng chưa? Chọn 0/01/2019 cho đến 31/12/2019, đúng không nào? Đồng ý. Ừ. Thế thì ở đây tất nhiên là nó khớp, bởi vì sao? Chị mới chỉ cho một ví dụ tổng hợp ấy, đúng không? Giá trị còn lại của nó cũng như thế này, nhưng em có nhiều công cụ thì có 10 cái công cụ thì tổng giá trị của nó vẫn phải bằng 340 triệu, ừ, và khớp với dư nợ 242 đầu kỳ. Và chính đầu kỳ này ok, các bước mua và ghi tăng trong kỳ ấy của em ấy ok, thì lúc đó làm sao kết quả của em mới mới đúng.